Giang Hồng Ngọc kể lại chuyến lưu diễn Bão Táp 3 ngày qua 3 nước châu Âu cùng Đàm Vĩnh Hưng và Phi Nhung. Liên tục ngày nào cũng coi máy bay là khách sạn, các đàn anh như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài luôn làm chỗ dựa tinh thần cổ động cho Giang Hồng Ngọc kiên cường chiến đấu. Giang Hồng Ngọc vừa kết thúc chuyến lưu diễn châu Âu qua Anh, Cộng hòa Séc, Ba Lan cùng các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Chí Tài, Dương Triệu Vũ. Khi đặt chân về Việt Nam, cô ngủ ly bì gần trọn một ngày sau chuyến đi Bão Táp đối với cô và các nghệ sĩ trong đoàn. Giang Hồng Ngọc kể, chuyến đi diễn châu Âu của cô và các nghệ sĩ lần này có lộ trình thực sự chóng mặt. Với tour diễn 3 nước trong vòng 3 ngày, sau đó lại gấp rút trở về Việt Nam chuẩn bị cho những sự kiện chương trình khác. Ban đầu chuyến đi có phần không suôn sẻ khi một số nghệ sĩ không kịp làm visa nên đã không có mặt nhiều quảng cáo trong poster ở các nước. Cũng vì chờ đợi những nghệ sĩ chưa xong hộ chiếu nên cả đoàn luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường bất kể lúc nào. Giang Hồng Ngọc nhận lịch bay buổi sáng tối phải lên đường, lại đúng ngày cô bận tối mắt cho buổi chụp hình dự án âm nhạc mới. Đúng là được tổ nghiệp thương nên anh chị em nghệ sĩ đi lần này mới có sức bền đến vậy. Gần như không ai kịp nghỉ ngơi gì, cứ đến nơi là vào thẳng hậu trường chuẩn bị, diễn xong chỉ kịp rửa mặt, lại ra sân bay đến nước khác, cô chia sẻ. 4 ngày liên tục, ngày nào cũng coi máy bay là khách sạn, cực khổ vậy, mà các đàn anh như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài luôn làm chỗ dựa tinh thần cổ động cho Giang Hồng Ngọc kiên cường chiến đấu. Những lần các nghệ sĩ chụp hình chung được với nhau là khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi trước khi ngủ trên máy bay để dưỡng sức hoặc trong thời gian chờ bay ngắn ngủi. Tiếp sức cho các nghệ sĩ là mì gói được thủ sẵn trong vali, không ai kịp ăn uống đầy đủ vì bay mãi miết và diễn liên miên như thế. Mẹ Giang Hồng Ngọc không đi tháp tùng cùng con gái trong chuyến đi này, vì đến cô còn rùng mình bởi lịch bay, không dám để mẹ vất vả đi cùng. Nhưng mẹ đã sửa soạn đồ cho Ngọc cẩn thận, đặc biệt là đủ mì gói, phở gói và viên xê, xăm ngậm để cô đủ sức chinh chiến trong mọi điều kiện. Giang Hồng Ngọc hú vía vì vừa trải qua một đợt điều trị viêm họng kéo dài, giọng bị khàn, công việc lại quá nhiều khiến cô chưa kịp hồi sức đã bay liên miên qua các nước. Nhưng hình như càng đi cô càng khỏe, cổ họng cũng khỏe theo. Ở mỗi nước, các nghệ sĩ thường hát khá nhiều bài để phục vụ bà con xa quê. Dù lăn từ máy bay này sang vào sân khấu khác ngay lập tức, nhưng nghệ sĩ nào cũng rất rung, hát 5-7 bài không biết mệt, nhờ tình cảm nồng hậu, sự ủng hộ và trân trọng đặc biệt của bà con Việt Kiều ở các nước. Sau chuyến lưu diễn, Giang Hồng Ngọc lập tức bắt tay vào chuẩn bị luyện tập cho các ca khúc mới để trình diễn trong đêm chung kết The Remix tới đây, mà cô là khách mời với tư cách giải vàng The Remix mùa đầu tiên. Trong phần trình diễn này, Giang Hồng Ngọc sẽ đem đến một hình ảnh thực sự mới mẻ. Chính vì vậy, cô chú trọng tập luyện kỹ lưỡng. Theo tiết lộ của Giang Hồng Ngọc, đó sẽ là một ca khúc nhạc xưa của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhưng rất hiện đại, nhờ bản phối văn minh của nhạc sĩ Hoàng Tulever. Giang Hồng Ngọc tin sự trở lại lần này sẽ cho khán giả thấy cô đã trưởng thành như thế nào sau khi thành công từ The Remix 2015. Lộ bí mật gây sốc chuyện tình cảm của Linh Chi và Lâm Vinh Hải gây chấn động dư luận. Linh Chi lần đầu thẳng thắn chia sẻ cảm xúc mà cô phải trải qua khi bị ném đá nặng nề, khi lựa chọn yêu vũ công Lâm Vinh Hải. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Linh Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm của mình với Lâm Vinh Hải. Theo đó, cụ người mẫu cho biết, thời gian yêu đó là quãng thời gian rất căng thẳng, áp lực và bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô đã tự trấn an bản thân mình để hoàn thành tốt công việc, bởi chỉ có thế cô mới lo cho gia đình được. Vì gia đình là quan trọng nhất nên bằng mọi giá phải cố gắng vượt qua. Thời gian đó Linh Chi không dám bước ra đường, sợ mọi người sẽ nhìn và dèm pha, nói thế này thế kia. Khoảng hơn một tuần sau, khi công việc ập đến, cô đã mạnh mẽ và không chùn bước. Ra đường lúc đầu mọi người cũng chỉ trỏ, Linh Chi kìa. Cô cứ thế mà đi thẳng chứ không ngó ngang ngó dọc, thực sự cảm giác lúc về nhà là thấy yên bình nhất. Ngay trong tâm bão, không như mọi người nói là cô muốn nổi tiếng bồng bột mà vẫn cố gắng hoạt động như bình thường bởi cô nghĩ mình phải mạnh mẽ. Linh Chi vẫn đi làm, cập nhật chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ để những người không hài lòng cũng như hài lòng họ biết về cô. Linh Chi thừa nhận trong suốt thời gian đó, Lâm Vinh Hải và cô đều rất áp lực, bế tắc nên chỉ biết động viên cố gắng lên rồi chuyện gì cũng qua. Anh cũng sốc lắm khi mọi chuyện như vậy. Có những câu chuyện gia đình đằng sau mà phải chờ đến một lúc thích hợp, anh sẽ là người tự nói ra. Cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, vì như thế sẽ dấy lên một làn sóng nữa. Người đẹp chỉ muốn cuộc sống hiện tại bình yên thôi.
cảm giác áp lực và tủi thân rất nhiều vì khi ai đó cũng quay lưng, nhưng may mắn lúc đó có Lâm Vinh Hải. Cả hai cùng nắm tay vượt qua dư luận, sống cho bản thân mình, và cô cũng nói với anh rằng làm gì thì làm, miễn có trách nhiệm với Kỳ Kỳ, con gái của Lâm Vinh Hải là được rồi. Tâm sự thêm về cuộc tình hiện tại, Lâm Vinh Hải và Linh Chi đều chia sẻ cả hai lần đầu hẹn hò là dịp đi xem bộ phim hoạt hình Đấu Trường Âm Nhạc do Ngọc Trinh lồng tiếng, ra rạp tháng 12/2016. Đây là cách đánh rơi vương miện nữ hoàng giải trí của Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với danh hiệu nữ hoàng giải trí cũng như những scandal để đời của mình. Những năm trước, khi dư luận rộn lên tin đồn là Hồ Ngọc Hà đã cưới và thậm chí có bầu vào thời điểm đầu năm 2001, cô đã lên tiếng phủ nhận. Hà còn trả lời phỏng vấn trên một tờ báo mạng cách mạnh mẽ rằng tôi không hiểu mình lấy chồng khi nào. Sau đó, Hà đã lên tiếng rằng ngày đó Hà không có bầu và đám cưới diễn ra lúc 17 tuổi chứ không phải 16. Mẹ Hà Hồ còn cho rằng có cưới hay không đó là chuyện riêng của mỗi gia đình, và với người nghệ sĩ, chia sẻ chuyện cá nhân của họ hay không đó là quyền của họ. Vậy là đám cưới đã thật sự diễn ra nhưng cô đã giấu giếm, đến khi không giấu được nữa thì mới công khai. Sau đó vụ việc về nữ ca sĩ Anh Thúy, mặc dù ít tuổi hơn nhưng Hà Hồ đã gọi Anh Thúy là em, sự việc này cũng bị ném đá kịch liệt. Cô còn phản pháo anti-fan gọi họ là vô học. Cách giải quyết này của Hà Hồ được xem là không thông minh khi không giữ được bình tĩnh. Cùng với vị trí huấn luyện viên The Face, Hà Hồ bị ném đá vì quá thảo mai trên ghế nóng. Cô liên tục dùng những từ ngữ hoa mỹ nhằm đẹp lòng tất cả các bên. Hà Hồ đã trải qua rất nhiều scandal mà không ít trong số đó đến từ sự cố lỡ miệng. Mối quan hệ của Hà Hồ Cường Đô La cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Khi Hà Hồ lấy Cường Đô La, cô cũng là đề tài nóng trên các trang báo. Người ta mổ xẻ cuộc đời cô, người ta gán cho cô những mưu tính đào mỏ. Cuộc chia tay giữa Hà Hồ và Cường Đô La bị dư luận lôi ra mổ xẻ suốt một thời gian dài. Khi hôn nhân đổ vỡ, mối quan hệ nhức đầu của Cường Đô La và tình mới Hà Vi cùng Hồ Ngọc Hà cũng có mặt trên trang chủ nhiều tuần sang báo chí. Đang trên bước đường thăng tiến, nhưng dường như Hồ Ngọc Hà mất rất nhiều khi dính vào scandal tình cảm với đại gia Kim Cương. Scandal của Hồ Ngọc Hà và đại gia Kim Cương bắt đầu bùng nổ khi lộ ảnh thân mật với nhau vào tháng 5, 2015. Liên tiếp từ đó đến nay, những hình ảnh thân mật giữa cô và đại gia Kim Cương liên tục xuất hiện, và đỉnh điểm của vụ việc này là khi vợ của đại gia Kim Cương lên tiếng trách móc cô. Hình ảnh nữ hoàng giải trí của Hà Hồ bị lung lay dữ dội khi cô bị các bà mẹ bỉm sữa không ngừng tẩy chay, và hình ảnh của cô gắn liền với các thương hiệu cũng lặng lẽ mất dần. Không chỉ mất đi hàng loạt những hợp đồng quảng cáo béo bở, nhiều chiến dịch tẩy chay Hà Hồ được tổ chức, nhất là những bà mẹ bỉm sữa, những người luôn muốn bảo vệ gia đình mình khỏi kẻ thứ ba, với những khẩu hiệu hóa đơn không Hà, mua sắm không Hà, tạo sức ép khiến các nhà sản xuất phải gỡ bỏ hình ảnh của nữ ca sĩ trên các website cũng như các siêu thị lớn. Nhiều công ty cũng đồng loạt gỡ hình ảnh và dần việc mời cô làm đại sứ thương hiệu. Những ngày vừa qua, khán giả Việt được một phen dậy sóng với những thông tin gây sốc từ các ứng cử viên cho vị trí huấn luyện viên The Face Việt Nam 2017. Đáng chú ý nhất là câu chuyện chèn ép gây khó dễ cho nhau giữa cặp đôi tưởng chừng như cơm lành canh ngọt Minh Hằng Hồ Ngọc Hà. Sau những do dự và cân nhắc, chiều qua, Minh Hằng đã quyết định nói ra tất cả trên livestream độc quyền của kênh 14.vn. Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một cuộc họp báo chính thức cả hai về việc Hà Hồ chèn ép Minh Hằng hay câu nói gây đau lòng mà Hà Hồ chia sẻ cùng ban tổ chức khi được mời làm huấn luyện viên The Face 2017. Nhưng sau tất cả, cái tên nữ hoàng giải trí khán giả yêu thương dành cho Hồ Ngọc Hà đang bị chính cô tháo vương miện nữ hoàng và dần mất đi ngôi vị. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bất ngờ lên tiếng về việc chống lưng cho Minh Hằng. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lên tiếng phủ nhận về việc chống lưng cho ca sĩ Minh Hằng sau khi Minh Hằng lên tiếng tố Hồ Ngọc Hà chèn ép khiến cô phải rời khỏi The Face vì có nhiều tin đồn cho rằng giọng ca Người Vô Hình có đại gia chống lưng đằng sau. Thậm chí một số người còn đồn đoán đại gia chống lưng cho Minh Hằng là chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trước những thông tin thất thiệt về việc đăng tải ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh, là đại gia chống lưng cho ca sĩ Minh Hằng, đại sứ thương hiệu của tập đoàn, thì đại diện của tập đoàn này khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Thông tin này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn cũng như cá nhân chủ tịch. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng khẳng định mối quan hệ giữa ca sĩ Minh Hằng với tập đoàn Tân Hoàng Minh là mối quan hệ công việc. Ca sĩ Minh Hằng được Tân Hoàng Minh lựa chọn là đại sứ thương hiệu cho tập đoàn qua những quy trình xét duyệt công khai.